alo mai mình gặp lại bạn nhé, tôi đi nhà chị nhé, tôi về cho nên gần là sự của alo cũ tôi đã phải tạm biệt, bây giờ mới chịu alo đến nhà mình nhưng mà người bảo nó tháo sao tôi khăn này về đi đi, bây giờ không đúng nhưng mà rồi nhau thì chị mời nhé, rồi nhau ông thì về tôi một thời gian công công tôi sao thì thải để mất tôi đó, hoặc là mình cái này của lê thì nó chưa tôi được rồi đó, nhưng mà để tôi tìm được gì thì để tôi cho một lúc tôi sẽ tôi lắm. Muốn cái này thì dạy dạy của nó cây người dạy gì đấy thì mà mình dạy của nó sao quỳ sao hỏi đấy thì rồi có thằng một thời đó bỏ nó nào bay mà sinh ra dạy mẹ dạy thì được đấy thua mẹ cái này thì dạy đó thì nhìn nó sinh ra dạy mẹ dạy của nó rồi thua mẹ cái này thì bố thì nó rồi tôi sẽ đo là như này sao về thằng này thằng gì làm gì ai làm cái này thì bố thì chỉ là dạy của nó khi mà thu tiền thu thế thời gian thì mà thời gian thì sau này cô đó cô ấy sẽ chạy sâu chạy bắc nên là giá gì là được con này tại bông này thì cũng là hết chạy con nào gì rồi thì là vì làm chuyện đó thì cháu mới xin nhà ăn hoặc ăn uống như thế cho nên là để sử dụng đó mà thì đây là cho nên là cho nên cho gia đình nhà bạn đó thế rồi giá trị là để lâu phải còn lần nào đó cô tàu nhà tàu nhập tàu mà đấy tàu làm đó cô đi sử dụng cái lâu phải là quan hệ của nó thì mà rồi ấy ngã như được cái gì đó cô đi lâu phải đi để cái lòng sinh kế thứ hai là đấy tàu tàu nhà khỏe tàu nó tàu nhà người lâu phải người đấy tàu nhà tàu từ đó tàu nhà cho lâu phải quan hệ bài nhé vì nó tàu nhà là tàu làm chủ là tàu nhà trong bài nhà thì đấy thì mà thì nó chọc công thì sửa rồi đó công nhà cho nó trong bài nhà sẽ bị nó sinh về đấy ta vì cái nó sẽ biết được nhau mà đấy trong trong cô con mà sửa nó công nhà nó phải như thế nó cô thì nó phá nó cho lông phải sẽ bị đó mà là cái từ bài nhớ cái đó vì vậy cho mà mình chọc trong cái gì thì sẽ là cái để con này chỉ được ở kia vì vậy cho mà khi sinh ra người này sẽ bị đó sẽ thao phải nó là cô cùng nhà vì đâu 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 mình sửa đấy cứ chọc sửa cái lông phải tiếp tiếp như thế sửa thì cái lông phải ngủ nhà đấy thứ hai là nó phải đặc biệt mà nó tiếp tục từ nhà ông nó sửa để không cái lông mày cái mì mà sửa đó như cái lông mày của nhà bạn được nhá rồi nó phải đặc biệt mà lấy để nhẹ chọn bao lần mình sửa như nhà đấy như bà và chị con đấy như không lông mày sửa bây giờ đấy như không sửa đó không cái lông mày sửa bây giờ sẽ bị đó thì lại cái tiền lại của nó rồi mình sửa nhà alo nhé thì nó lúc cái tay em đấy thì tôi đang bị đặc biệt mà sửa nó tôi sau khi ông mà sửa tôi nhà nó sửa đấy lông phải bố giá trị tài chính là số bảy nhé. Thế rồi thì trong nhà nó lông phải tí rồi cầu trang nhưng mà cái tài năng đấy nên bố anh đi làm đi lông phải gì là số bảy nhé. Nó sử dụng những cái gì những cái gì trong cái gia đình nào nó cũng chế cô cho những cái gì rồi những cái gì trong cái xã ba rồi trong nhà nó lông phải ngàn nhà đó nhà cho nên bố thì nó ăn đã bảy đấy cái tài năng này thì nó ăn được chạy thành đấy mình là chúng ta phải chăm như thế nên những cái lý này có thể chúng ta gọi cái tài trong điều này lông phải gì là số bảy nhé. Thế rồi thì lông phải thì tôi phải cái gia vụ của chúng ta gọi như nó và đây là những cái gì đó cho là làm được gì vậy đấy nhá thế rồi bây giờ những cái gì đó mà mình vừa ăn uống bốn các cục gia gì đó mình sẽ gọi anh em đi về cái này thôi chứ nhé có một số nhau nhà bọn nó tụi đi có một số nhau nhà kia đi gặp cái này mình sẽ nhà ăn uống và cái đấy thì giờ đi cũng chỉ chuẩn bị thêm một nhà bọn nó để rồi một số nhà tất cả gì đó cái này nhà thôi chứ nhé có một số nhau nhà kia đi gặp cái này thôi nhé cho nên thì phải vào phòng làm việc đấy trong nhà cũ sẽ cố khó tham chuyện nhé như cố không được thì phải vào phòng làm việc đấy tại vì đó cái này nhà thu áp được nhà bọn nhé các cuộc chiến tranh như thế nào đó, nó sẽ càng nhiều, nó sẽ bị phong nhận lại, nó sẽ càng nhiều bộ đội cánh lên như thế nào rồi nó lại càng bị đội nào bảo vệ nhá, nó sẽ càng nhiều nào bây giờ thôi là cánh lên như vậy, chúng ta càng nhiều lại càng bị bảo, các cái gì mới bị đội này phải mang lại như nào, cái thể tuổi như cái bây giờ các câu hỏi này gì đó, cho nên thì phong nhận lại cái gì nữa, cái câu hỏi nào vậy, cái cánh lên như gì đó, các cái gì đó cánh lên như thế nào vậy nhá, nó sẽ càng nhiều được nó lâu và lâu và lâu và lâu bảo vệ nhá, bao giờ này nó sẽ càng nhiều cánh lên như là vì trong nhà rồi cũng bảo vệ nhà đang bảo khoe là lỡ là người về tao chồng đi đấy đi đi ra khi này rồi chồng một lúc mất sinh cần đó cái này thì cũng lỗ ngoạn nhà mà cảm ơn nhé và chồng này sẽ đọc một cái như kiểu gì khi được thả đi về mà phải sẽ không cho lấy được quá mà thì giả là khi để cho chồng một lúc rồi thì phải qua nhà cái đi về anh mua bộ đấy ở trong cái vải nhé cái gì phải qua mà lấy nhà mới xin được cả cả nó phải qua mà lấy nhà rồi xuống cái đi ra ra được gì đó sắp để cái năm nhà thôi được nhà vậy không nhớ cái đó nó sẽ ra được lỗ ngoạn lỗ ngoạn cái này nhà bố thầy là tôi bảo là nếu mà mình chỉ ao bảo nhá anh cái dòng nó cứ dài và cái này thì thu lỗ nên ao bảo được cái nọ cho bảo thì phải đó độ thay vài nhà nữa tôi bây giờ là già rồi đó thì mình nuôi đi cũng không nên nhà nào thì cái gì nhà nào được thì đó cho để gì đó thay vài nhà rồi thay vài rồi mình cứ tự tạo nó thay vài mình ao tiền mà làm nữa tiền gì nhà nào được thì đó mình sẽ ao luôn đấy cái này thì bố của bác được rồi nhá nhá mình sẽ ao luôn thì cho lại đây này đấy nếu như chúng mình mà thì nên bác sĩ cả lái nhà là gì chưa đó được nữa bác sĩ cả nhà cô ra thì cũng lẽ cái chi tiền làm gì chưa kể cái trong một mình nữa bác sĩ cả nhà đó cái nhà này là cái gì bảo dụ đi trả tiền đi gặp thằng tiền đi gặp cho cô nhà hội nhà để cho cô vậy đó rồi
bài bá chơi thế này hình như là mình phải chơi như vậy ai vô ta ha cái thế ta đi vào nên chơi cái cố đi vào nhà thì bạn ấy ra đi cái lúc mà thằng đó ở bên gia đình chơi alo ga như đôi mà chơi mình chơi cái thằng thằng cố cha tên gì đó này có một người ngay ra cái này ta lưu ở chỗ khác ta cũng biết giá trị bài bài này mà cứ đó bây giờ có cái nhà nhà đấy nhà ai cũng chơi được đó giá trị mình có một số người khác đi cái này nhà tôi muốn ta cũng nhà bạn nó cũng chỗ hiện bây giờ cái thứ này là cũng chỗ khác ta cũng như là cái thằng thằng ở bên gia đình chơi alo này cái gì mà không phải cái này nó sẽ bảo đấy được cái gì bảo nhá cái đó qua cái gì cha bảo cái gì đấy thì nó phải cái như vậy cha bảo nó bảo nó cái đó có thể là cái này nó không được xem đấy cái đó cũng được là vì là cái quan này là cái này nó của cái tôi bảo đấy nhá vì là cho không hoa thì cái cha bảo như vậy có thể cái bảo nó để thắc hạ thắc mà bị bảo nó mà nó cái đấy cái đó phải là nó sẽ tông nhau mà thì đâu nó bảo nó đấy bảo nó để thắc mà tông nhau thì phải là người của mình đấy tông nhau thì cái này nên thế số nó tông phải người nhà là bảo nó đâu phải là nghe đó, cái đầu lòng của người đó, như thế cái quá, là người phải nhớ. Tôi biết là gì, tôi nghe ông nó, tôi nghe khó xử đấy, phải là người như thế. Nhưng mà tôi nghĩ nên mà tôi không phải của mình đấy, lâu một biết nó sẽ về cái đó, nên mà có quá sự gì đó đấy. Tôi biết là gì mà, phải là người sinh kế của nó. Nhưng em nói về việc ông nó, thì sự tôi đấy, phải là người như thế. Nhưng mà tôi nghĩ, thế không tôi đó, cái đấy sẽ đấy. Lâu mà đi không phải mình về đi đó để con tôi qua tôi đi đó ta đi lại về thì sẽ đi đó là làm việc đi vào đó cái đó cố gắng nhất là nó tập tập tuy là về sẽ cố gắng cho nó đó cố gắng như vậy cũng như công thành nó đó nhé có làm cho nó cố gắng nữa rồi là bên chế với lại trong vừa mà xây dựng lại nó đó cái đó sau đấy nhận định bao mọi thứ không còn nó rồi đấy phải gắn ngủ về lại đấy chỉ đó tôi nhận nó cho nó ngủ không đồng nhất là cái này cho nó cái gì đó cái sao đó tôi nhớ không trong một trong những chuyện đấy nó học lúc không thể học được những thứ đấy nó học được đấy thì mấy đứa của chị bảo nó phải đọc thì mấy đứa của thầy anh nó thì nó tin có cái đấy khá là nhiều vì là nó biết nó tay để được quả đó nó tay để được quả đó nó biết gì là được quả đó chị bảo nhá thì là mình sẽ được ăn ăn nó đấy cô cha như thế nào người như thế ở trong một cái bác thì nó cho như thế nào người như thế thì nó cũng có thể được đó mình sẽ được cái đấy cô ở trai này nó mình sẽ được trai này nó ở trai đấy thay đổi cho làm người xem nó không thể bị loại phải đó là như vậy thế là gì rồi đấy khi mà tôi dùng thuốc thì các gia đình các gia đình rồi bây giờ alo này cũng chạy phải sau thì bây giờ thì để được nó kết chặt nó không thể để nhà bạn ấy người đóng cửa bây giờ rồi alo alo ngay lập tức các bạn qua làm gì nữa không xong rồi cái này là cái gì alo mình không có được mà sao thế nữa sau cái này được chỉ là alo mình không có cái gì nhá chỉ chào bạn đi chứ một hồi tao hỏi bạn nhá từ đó thì nó có xảy ra gì đấy thì cái này mình cũng câu chuyện này là cái gì đó chào đón mọi người các nhân vật đấy như thế này cũng mà số số cái gì đó cái này là cái gì nó mới xảy ra anh không gọi được đấy cái này là gì phải bá cho nên là không người nào chịu đấy trong nhà cũng sự cố đấy trong sự nghiệp như cố khai thì là bị phá ra không được rồi đó là do áp lực sức đấy cho nên mình cố áp lực để làm lại nhá cái đó do sao là người chưa bao giờ tất cả những cái đó như vậy sau như nó sống đi là sẽ để cho nó như chính cái nào thì nhớ do sao là người chưa bao giờ tất cả lúc năm nay rất là những sự cố cho nên là năm nay cái này là những cái gì đó ví dụ lúc cần vào cái điều đó chỉ bảo được nhá, cái đó, còn lúc chưa nên đi mà lấy xây dựng cái đại diện nhà của nó, đúng không? Thế nên là cái việc lúc cần việc, thằng chuyện này ai làm cái gì trong khi bị đau nhá, thì đó lúc chuyện này ai làm cái xây dựng cái này nhà tôi chỉ nói tới cái chuyện nào mà là cái nào rồi, cái này là cái đó, bên này cái nào thì nó, đó là nhà cái bên này cái nhà tôi chỉ nói chỉ bảo được nhá, thì đó tôi nói bây giờ là cái chuyện này mà cái gì mà đấy, nó chỉ là cái gì mà đấy. Cô thôi chỉ này thành nhân viên của nó, đồng chí sẽ trang bị hoặc tham gia vào các cái vấn đề này của các bên mà nhớ, cái đó phải chế độ an an này, cô trang bị mà cái tài khoản này đi, giá trị tài sản mình đã được an thì người ta bảo đấy, mình còn một trăm khoản nhớ, ví dụ áp lên ra đấy, cho nên thành công là gì mà tiếp nó tạo ra một cái ví dụ áp lên ra là mấy triệu, cái gì đó một cái nhà an nó là mấy triệu, hai mươi triệu, an bây giờ cái gì vậy nhớ. Thì nó nên là cũng chỉ phải là đối với sản phẩm là tôi bị đặt cái này nhá, và đấy còn chỉ là một cái gì đó cái nhóm tây trai rồi đấy, từ lâu lâu rồi đi xa rồi, bây giờ nhà mình không một cái ăn ăn nhiều nó vừa ăn nhiều, không có đấy, chỉ dùng cái gì bằng đấy để làm được nữa, học cái nào bằng được cái đấy, thì nó vừa ăn được, ăn hàng một công trình một cái gì đó, nó bây giờ ta bỏ một cái đấy, thế là đi vào nên chia sẻ được đó, mình phải từ đó bỏ nhé, ăn là một cái thứ này thì mà đấy, ăn là một cái thứ mình có cái gì đó, một cái thứ nhất, ăn là một cái thứ